chào các anh chị và các bạn đã trở lại với Là Đà Lạt. Thì hôm qua mình có hứa đi quay đèo Mimosa với ép cánh đồng hoa, nhưng mà vì hôm nay mình chưa liên hệ được cho nên là hôm nay sẽ đi vòng vòng quanh cái khu thung lũng tình yêu. Thì cập nhật là ở Đà Lạt lại tiếp tục ở Lâm Đồng chứ, ở Lâm Đồng lại tiếp tục phát hiện thêm ca dương tính. Tổng số là hình như là 15, 16 gì đấy. Thì bây giờ hãy cùng là Đà Lạt đi một cái quả đồi ở ngay thành phố nha. Hôm nay đi vòng vòng ở đây thôi. Thì mình đang đứng ở đây là cái khu vực này là khu vực bắt đầu ranh giới của thung lũng tình yêu này. Nó từ đây này. Đó thì mình sẽ đi lên quả đồi trên này. Quả đồi trên này mình từng lên chơi và cắm trại rất là nhiều lần ở trên này rồi. Đường lên cũng sẽ hơi khó đi, mình sẽ lên thế này. Thì cái quả đồi này thì chắc chắn là khách du lịch sẽ không biết rồi, tại vì ở cái khu vực bên này thì thung lũng tình yêu chưa có khai thác đến nơi, cho nên nó còn có một quả đồi rất là rộng và khá là trống vắng. Con đường này vẫn là con đường mai anh đào. Đó thì ngay cái ngã rẽ này mình sẽ rẽ vào. Ở bên đây cũng nhiều hoa dã quỳ lắm. Rồi, còn phía trước là bắt đầu đồi mộng mơ thung lũng tình yêu, còn xa tít lắm, cái cổng còn xa tít cả cái số nữa. Mình sẽ rẽ lên ở đây. Thì ngày xưa ở đây cái đường này nó sỏi đá. Người ta làm lại được cái đường bê tông. Đến mùa hoa anh đào thì cái góc này hai bên đường hoa anh đào cũng là rất là đẹp. Cái đường này có thể vào vườn nhà người ta này. Còn rẽ trái ở đây sẽ là đi đến cái điểm cắm trại có cái hồ. Cái hồ này thì bọn mình gọi là hồ Chiến Thắng. Không biết có đúng không? Hồ này hồ nhân tạo thôi. Đó. Cái đường lên cái chỗ này sẽ dễ hơn này. Cái rừng cây buổi sáng rất là mát mẻ. Thì ở đây cái vùng đất này này, cái chỗ này thì ở cái nhóm hướng đạo sinh Đà Lạt á, thì các chú với các cô, thầy cô cũng hay cho các em lên đây chơi. Rồi là lên đây chơi rồi cắm trại. Đó, có cánh rừng ngay thành phố luôn. Có hai bạn nhỏ này đang ở phía trước đang làm gì đây? Nhưng là đi bẫy chim với cò gì đấy. Trước đó là trung tâm mục vụ. Đó, trung tâm mục vụ Đà Lạt ở phía trước. Tít xa ở phía trước là trung tâm mục vụ. Trung tâm mục vụ ở đây. Nhìn từ hướng này cũng sẽ thấy. Đó thì hiện tại nhìn như vậy là sơn sửa chưa xong rồi đó. Thì ngày xưa đất trung tâm mục vụ là nguyên cả quả đồi. Hết cái đồi đấy. Đó thì ở đây nhìn được toàn cảnh thành phố từ góc này. Thì bên này là bên khu vực cái quả đồi hôm bữa mình đứng này. À, có quả đồi mà toàn villa biệt thự triệu đô á. Khu khách sạn Kỳ Hòa phường 8 này. Xa bên này này. Đó. Đó, cái khách sạn mà mình nói là cái khách sạn này này. Hồi trước mình vào làm ở khách sạn bên này này. Khách sạn màu trắng sau khách sạn là đó. Đứng ở trên này view rộng nhìn toàn cảnh thành phố cũng rất là thích. Bây giờ mình sẽ đi lên, thì đi lên con đường bên này nó cũng lên được này. Con đường bên này đi vòng lên đây cũng lên được, nhưng mà nó khó đi lắm.
Thì bây giờ mình sẽ vòng lại đi lên con đường bên cái bãi cỏ lúc nãy. Để ngày mai mình sẽ liên hệ bên chỗ ép cánh đồng hoa xem người ta trả lời, xem chờ người ta phản hồi xong thì mình sẽ xuống dưới đấy mình sẽ quay. Cánh đồng hoa rất là đẹp. Con đường này mấy cái xe càng đi là khỏe thôi. Không biết là nhìn ở trong video thế nào nhưng ở phía ngoài thì khá là dốc và khó đi. Ui à. Thì lâu lâu thì mình cũng lên đây cắm trại, đưa lều trại lên đây cắm. Ở đây còn ngắm được mấy em chim hót nữa, nghe được mấy tiếng chim hót này, chim bay cả đàn ở phía trên luôn đó. Thì ở đây có một cái hồ người ta xây để trữ nước, để trữ nước mưa rồi là tưới tiêu cho vùng phía dưới. Đó, cái hồ này thì cái hồ này xây từ rất là lâu rồi, cũng khá là rộng. Thì cái hồ này là hồ nước đọng nước mưa, chỉ nó sẽ ở đây thôi, mưa xuống nước sẽ hứng ở đây. Bữa trước ở đây người ta lên có quay phim cái gì đấy, phim gì chiếu ở trên đài truyền hình nhá. Cái phim gì đấy mình chả biết phim gì luôn, nhưng mà có chiếu ở trên đài truyền hình. Rồi đi cái bãi cắm trại thì nó sẽ nằm ở khu vực phía trong này có một chút xíu, cho nên là đi xe máy lên đây rất là tiện, đi một lèo một cái là đến được cái chỗ cắm trại rồi. Với cả là cái chỗ cắm trại này rất là gần, có chuyện gì là chạy nhanh được. Còn cắm trại ở trên đỉnh Lang Biang thì nó sẽ nguy hiểm hơn, sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn, thuốc bông gạc các kiểu, rồi dao, rồi nước. Vậy ở trên đỉnh Lang Biang thì xung quanh có nước. Thì ở đây có bãi cỏ và bãi thông rất là đẹp. Chỗ này chụp hình cũng đẹp lắm. Một cái là vì có thể khách du lịch người ta chưa biết cho nên người ta chưa lên đây chụp hình thôi. Đây khu vực mình đang dựng xe này, rồi hoặc là có thể di chuyển xuống phía dưới nữa, thì dưới đó cũng có bãi cắm trại,
còn đi hết cái con đường dưới này thì mình chưa thử. Mình chưa thử là nó sẽ đi đường nào, nên không biết là nó sẽ băng về đâu. Hay là tí nữa mình thử đi. Còn đó, những cái khu vực mà trên thung lũng tình yêu là phía sau này. Thì cái bữa mà hôm bữa mình đi lạc là chắc là mấy quả đồi ở phía sau này này. Đó. Còn bên này là khu vực thung lũng tình yêu. Lên đây nghe gió thông rì rào thích quá. Còn ở phía ở bên này là khu vực thung lũng tình yêu. Thì hồi trước mình đi vòng ra sau bên này. Đó. Lên rừng thông gió. Ở đây có mấy cánh bãi cỏ ở đây rất đẹp nè. Đi xuống trên dốc cho mọi người xem nè. Đó, những cái tiền cỏ rất là đẹp ở bên này. Thì nhìn ở đây á, thì thấy được một cái vùng nhà kính trồng rau. Còn ở bên này này, có nguyên một quả đồi, sườn đồi màu xanh mướt mà nhìn rất là thích. Bên này người ta đang xẻ rừng dần để người ta làm cái vườn nhà kính. Nó bên kia có một cái đường mòn, có một cái con đường ở trong rừng, nghĩa là thích không biết là đường nào để lên. Bình thường thì mình sẽ lên đây, mình cắm trại ở khu vực này và đi di chuyển hết cái chỗ này là thôi này, chứ còn mình sẽ chưa bao giờ mình xuống ở dưới đấy. Thì cái chỗ cái hồ nước lúc nãy cũng hay cho sinh viên chơi hồi trước mình. Các bạn sinh viên khi mình ra trường rồi thì các bạn sinh viên có tĩnh tâm ở trên trung tâm mục vụ này này. Thì sau cái buổi tĩnh tâm sẽ có một buổi đi chơi dã ngoại. Thì mình cũng hướng dẫn các bạn là đi chơi dã ngoại. Mình cũng sẽ dẫn các bạn lên đây để chơi các trò chơi. Ở phía trước là trung tâm mục vụ. Mình thử đi hết con đường này xem thế nào. Tại vì mình chưa khi nào đi. Mà hồi trước cũng chưa bao giờ có tò mò là cái con đường này nó sẽ đi đâu. Bây giờ thử đi xuống một cái, nó đến đâu thì đến. Bây giờ thì xăng đã đổ ở đây rồi. Nhiều khi mình cũng thích cái cảm giác mà lên xe rồi cứ chạy vậy thôi. Nó không nhất thiết phải đi về đâu hết á. Có những lần mình ra đường là nếu mà không quay video cho mọi người á, hồi trước thì cứ ra đường rồi là gặp chiếc xe nào rồi bám theo chiếc xe đấy là chạy thôi. Thường thường mình sẽ bám theo chiếc ô tô. Tức là tự nhiên có con ô tô này nhìn rất là đẹp, rất là ngắm nó. Tức là nó chạy đi đâu thế là cứ chạy theo, chạy cả vòng thành phố vậy luôn á. Thế khi nào người ta dừng lại, ok mình mới biết là mình dừng. Mình có những cái sở thích nó hơi quái dị kiểu gì á. Thì ở dưới đây cũng có những cái bãi rất là bằng thì có thể cắm trại được. Thì mình thường cắm trại ở phía trên đó, gần cái khu vực hồ nước. Còn dưới này thì mình ít khi xuống, nhưng mà dưới này thì sẽ đỡ gió hơn. Và view ở dưới này thì nhìn bên phải cũng sẽ đẹp hơn. Ở đây có dấu xe càng, tức là đường nó có thể đi được. Cho nên là mình cứ chạy thôi. Mình chưa bao giờ xuống hết cái chỗ này hết này. Chưa bao giờ xuống hết. Thì không biết là đường nó đi đâu. Ở dưới này rất là nhiều người cắm trại này. Bây giờ đường nó chia 5, chia 7 ra nhiều nhánh rồi. Không biết là đi hướng nào đây. Dấu cái xe càng này là mình sẽ đi này. Ở trong rừng cây, trong rừng này đi rất là khoái. Hy vọng là nó chạy về cái đường mà mình biết.
có như thế này luôn ta. Mình chưa khi nào xuống. À, bên phải này là khu vực Thánh Mẫu rồi. Cái đường này nó sẽ ra chỗ nào đây nhỉ? Cái quan trọng là ra được vườn này, ra được đường chứ ra vườn người ta thì bên phải đây. Bên phải ở đây là khu vực Thánh Mẫu, Nghĩa Trang Thánh Mẫu này. Đó. Thì phía trước này là khu vực Thánh Mẫu. Sẽ đưa mình đi theo con đường này, sẽ đưa mình về Thánh Mẫu. À, phía trên này là cái lúc nãy cái chỗ mình đứng đấy. Thì vòng vòng nó xuống như thế này. Hôm nay thì không thể lạc được. Với cả là hỏng xe ở đây thì nó rất là gần, nên không có sợ. Hôm bữa hỏng xe mà vui chơi là vui luôn đó. Cái bữa đó thì mình cũng không có lo lắm, không có lo lắng lắm. Thực sự thì cũng không nghĩ nhiều. Thì đơn giản là ok, thì nó đã hư rồi, thì bây giờ tìm cách sửa nó thôi. Còn nếu không thì phải để đó rồi đi bộ. Nhiều khi phương án nó đơn giản là như thế. Ở đây có dấu luôn cả dấu xe máy này. Mong rằng là đừng có chạy ra vườn nhà người ta. Chạy ra vườn nhà người ta rồi là... Ồ, lúc nãy sao có cái đường rẽ bên phải. Cái này mà chạy ra vườn người ta là xong luôn á. Ây da, ây da. Cái này chạy ra vườn nhà người ta là xong, mình đâu có về được. Sau đó là phải đi ngược lại hả? À. Rồi, cứ chạy đi. Nhưng mà nếu mà chạy ra vườn người ta thì người ta sẽ có một cái đường từ đó qua đây luôn, chứ mắc gì phải đi đường vòng này ta. Chết thật, nghi là đường cụt rồi. Ôi, cái chỗ này, cái chỗ mà đi mấy bên góc đường kia nhìn qua rất là đẹp, mà kêu không biết là lên bằng cách nào này. Thì hóa ra là nó đi đường vòng từ bên cái đồi của thung lũng tình yêu qua. Chỗ này đẹp quá. Nhưng mà cái dốc cao quá. Ê, chết cha rồi. Ây da, bị té rồi. Ây da, cái chỗ này dốc cao quá. Để đi xuống thám thính tình hình xem, sợ là không đi được rồi. Rồi, toàn mùi xăng luôn. Những cái xe này đã đi xuống xem có đường xuống không. Vui quá. Này, quay cho mọi người xem này. Cả một cái quả đồi rất là đẹp. Đó. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Nhưng mà đường xuống thì mình không biết. Đó, bên này là đường Thánh Mẫu này. Đúng đường Thánh Mẫu luôn. Bây giờ để xem ở dưới này, cái đường này có đi xuống được không. Với cả là cái đường này dốc quá. Cái này chắc có đường xuống vườn thôi chứ không có đường xuống để đi ra rồi. Này, sao nhiều đường người ta. À, hình như bên đó có cái cổng. Rồi xong, thế là đã đi lạc rồi. Đi xuống như này xem. Ở đây đi trên cái bãi cỏ, cái mùi cỏ này rất là thơm.
rất là thích nha. Cái xe để tí ở trên đấy rồi. Mình nghĩ là cái đường này là đường duy nhất đi vô vườn nhà người ta rồi. Tại vì ở đây thấy dây thép gai rồi, thì chắc là đi xe máy xuống hết con đường này cũng không giải quyết được chuyện gì. Vậy là phải đi lên rồi. À, cái dốc rất là cao. Cái dốc này còn cao hơn cả mấy cái dốc mà hôm bữa đi quá. Mà nó rất là khó đi, tại vì đường nó không có bằng. Nhưng bù lại ở bãi cỏ đây rất là đẹp. À, tự nhiên hôm nay buổi sáng liều liều đi xuống cái đường này rất là vui. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi Lạ Đà Lạt. Và nếu anh chị và các bạn thích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Lạ Đà Lạt. Hôm nay chỉ đi một vòng vậy thôi. Thì ngày mai nếu cố gắng sẽ đi qua đèo Mimosa với ép cánh đồng hoa. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo tại Lạ Đà Lạt. Bye bye.